Tại Việt Nam, các bệnh về tai mũi họng là nhóm bệnh thường gặp, rất phổ biến ở cả người lớn và trẻ em. Việc thay đổi thời tiết, khí hậu, vệ sinh môi trường, khói bụi là những yếu tố chính gây bệnh. Do đó, để đảm bảo hiệu quả điều trị và an toàn, khi gặp các triệu chứng về tai mũi họng, cần đi khám chuyên khoa tai mũi họng để được chẩn đoán và chỉ định dùng thuốc cho phù hợp. Là một trong những khoa chủ chốt sát cánh cùng bệnh viện từ những ngày đầu thành lập, Trung tâm Tai mũi họng và Phẫu thuật cấy ốc tai, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, tiền thân là Liên khoa mắt, tai mũi họng, phẫu thuật tạo hình, được thành lập từ tháng 9 năm 2009. Để tạo điều kiện cho phát triển chuyên sâu về chuyên khoa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của bệnh viện, tháng 8 năm 2020, khoa tai mũi họng đổi tên thành Trung tâm Tai mũi họng và Phẫu thuật cấy ốc tai. Trung tâm hiện có 7 bác sĩ, trong đó có 2 phó giáo sư tiến sĩ, 11 điều dưỡng, 1 y công với 6 phòng khám, 1 phòng đánh giá chức năng nghe, 1 phòng phục hồi chức năng ngôn ngữ cho trẻ sau cấy ốc tai điện tử, 3 phòng bệnh gồm 30 giường. Thời gian qua, cùng với bộ môn tai mũi họng của Trường Đại học Y Hà Nội, Trung tâm Tai mũi họng và Phẫu thuật cấy ốc tai Bệnh viện Đại học Y Hà Nội ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu điều trị bệnh tai mũi họng cho nhân dân. Ngoài hoạt động khám chữa bệnh, Trung tâm Tai mũi họng và Phẫu thuật cấy ốc tai Bệnh viện Đại học Y Hà Nội còn là nơi nghiên cứu khoa học, đào tạo, là cơ sở thực hành giảng dạy cho học sinh, sinh viên của Trường Đại học Y Hà Nội. Với các kiến thức chuyên sâu của các bác sĩ chuyên ngành về tai mũi họng, nhiều phương pháp kỹ thuật khó đã được đưa vào ứng dụng, hiệu quả cao trong công tác khám và điều trị. Đặc biệt, phương pháp cấy ốc tai điện tử đã mở ra một trang mới tươi sáng hơn cho những bệnh nhi không may mắc bệnh đứt bẩm sinh. Nhờ kỹ năng truyền đạt và sự tận tụy của các y bác sĩ, trẻ nhỏ sau khi được cấy ốc tai điện tử được tập phục hồi chức năng nghe nói. Với tất cả sự tận tụy, tấm lòng y đức của đội ngũ y bác sĩ, hàng năm trung tâm đã kết nối các nhà hảo tâm để dành một số suất phẫu thuật cấy ốc tai cho những em bé không may mắn và có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Với mong muốn nối tiếp những ước mơ dang dở để các cháu bé bị điếc câm bẩm sinh có hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn khi trở về hòa nhập với cộng đồng. Trong năm 2022, tạo mọi điều kiện cho các anh em ở trung tâm đi học để nâng cao cái trình độ. Mục đích để làm gì? Thứ nhất là nâng cao về cái trình độ chuyên môn, và cái thứ hai chuyên nghiệp hơn trong công việc, và cái thứ ba đến là giao tiếp với bệnh nhân để đảm bảo làm sao mà bệnh nhân đến với bệnh viện chúng ta cũng như đến riêng với trung tâm tai mũi họng và phẫu thuật cấy ốc tai luôn luôn hài lòng về chất lượng và sự chăm sóc dịch vụ của nhân viên y tế. Người bệnh khi có các triệu chứng liên quan tới bệnh lý tai mũi họng hãy liên hệ ngay số điện thoại tổng đài 1900 6422 để đặt lịch khám với các bác sĩ chuyên gia hàng đầu đến từ Trung tâm Tai mũi họng và Phẫu thuật cấy ốc tai Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.